Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để mình tiếp tục làm những video tiếp theo cho bà con xem. Thì với clip này á, thì bên Trái Cây Thơm Mùa Đắk Lắk á, thì ghi lại cái hành trình mà bên nhân viên kỹ thuật đi xuống một hộ nông dân ở bên huyện Esup, Hồ Thượng. Thì anh Nguyễn Minh Mạnh này á, thì có 200 dây trong dây và anh đã bị chết 3 dây do nguyên nhân chính là khối cổ rễ do nấm phutalium xâm nhập vào làm cho rễ của cây không hút được chất dinh dưỡng trên cây, làm cho cây có biểu hiện là vàng lá và héo úa chết. Thì với Trái Cây Thơm Mùa Đắk Lắk á, luôn sẵn sàng phục vụ cho bà con về cái nhu cầu tư vấn kỹ thuật và có thể xuống tận vườn để chỉ cho bà con về những cái bệnh trên cây chanh dây mà bà con chưa khắc phục được. Thì qua đây thì bà con vui lòng xem hết clip về cái hành trình của Trái Cây Thơm Mùa Đắk Lắk đến Hồ Thượng ở Esup để phục vụ cho bà con. Thì với khí hậu ở Esup thì bà con vui lòng cũng biết là khí hậu ở đây rất là khắc nghiệt, bà con thích trồng chanh dây nên chúng tôi vẫn hỗ trợ cho con tới tận nhà để bà con. Thì cuộc hành trình này đi rất là dài từ Hồ tới Esup còn rất là xa, nên bà con cứ tìm